Mẹ kế rít và mẹ kế rát trên màn ảnh Việt. Chắc là lại nghĩ em là đứa đào mỏ chứ gì. Con bé Hoa lúc nào nó cũng nói em bào khô máu của bố nó. Đây 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 đây, lại chuyển về cái đề tài đấy. Sao hai người không chán khi mà suốt ngày cứ chảnh chọe nhau thế à? Em nói cho mình nghe, con bé Hoa có bao giờ nó nhường nhịn em đâu. Lúc nào nó cũng kiếm chuyện với em hết. Em mà không dì mình là không bao giờ nó leo lên đầu lên cổ em mà ngồi được. Con chọn ra chị Hoa mà. Dạo này bà ấy cứ cắm mặt vào viết viết lách lách, chả có thời gian mua sắm gì cả. Con đó một mình một tính biết được đâu mà lần. Đem về rồi nó không thích làm sao? Mẹ nói thế nào ấy, chị Hoa cũng bắt trend phết đấy. Ý mẹ nói nó là một đứa đâm bị thóc chọc bị gạo. Phải chi mà nó đàng hoàng tử tế thì mẹ có tiếc gì với nó. Đằng này hở ra là nó mét với bố con. Làm như là nó thấy bố với mẹ chưa ly dị với nhau là nó chưa vừa lòng á. Con thấy lúc nào chị chả săn đón cười nói với mẹ. Thế con không biết nó diễn à? Nó đi ra đường là nó phải đeo một lần tới hai cái khẩu trang đó. Con ngu lắm, con bị con Qua nó xỏ mũi rồi. Mẹ nói gì đấy? Nó không có coi con là chị em gì của nó đâu. Nó lợi dụng con để lấy cái chìa khóa nhà cũ của mẹ rồi vô trong đó lấy đồ của mẹ đó. Mẹ nói gì? Con chả hiểu gì cả. Nó nói là mẹ đi cặp bồ ở bên ngoài. Con là con của ai chứ không phải là con của bố. Để nó đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà. Con hiểu chưa? Diễm, sức khỏe bố cậu đang không tốt, cậu nên quay về giúp ông ấy. Chị cũng giúp được mà. Bằng cấp chị có đủ, còn tham vọng thì chắc không thiếu nhỉ. Đây là quà của Quân. Với nữa tôi có nấu chút súp. Quà của Quân thì tôi nhận, còn súp thì cô mang về đi. Sao thế? Bạn gái tôi đang mang đồ ăn sáng lên rồi. Cảm ơn cô. Chị ạ, đây có phải là giám đốc marketing Vân Trang không? Chị là Nhật Mai ạ? Ừ. Chào em. Em cũng biết chị à? Em thấy chị ở trên báo suốt. Nếu như không biết thì đúng là lạc hậu rồi ạ. Mà sao anh không mời chị vào nhà? À, cô ấy có việc bận, phải đi bây giờ. Cô đi cẩn thận nhé. Tôi đi. Chào em. Vâng. Alo, tôi đây. Theo như tôi được biết, bà Nhung và ông ta đã đạt được một thỏa thuận. Tuần sau, tin tức bà Nhung rời khỏi vị trí tổng giám đốc sẽ được công bố. Cho nên anh đừng có mơ tưởng lôi kéo bà Nhung về phe của anh làm gì. Làm sao tôi biết được họ đạt được thỏa thuận gì? Hai tuần nay ông ta làm việc với luật sư, đóng kín cửa phòng. Anh tưởng ở đâu cũng có thể lắp máy ghi âm được à? Anh đừng có dọa tôi. Sao? Ai dám có cái gan dọa vợ của tôi thế? Ở công ty anh đã có đủ việc rồi, quan tâm làm gì chuyện đàn bà con gái. Thôi anh vào nghỉ đi. Cũng là mẹ kế nhưng ở một diễn biến khác. Chị Hoa ơi, hàng hôm qua em bán được hết rồi. Em gửi chị tiền công này. Ôi giời, hâm mà. Chị giúp em chứ tiền nong cái gì, cứ đi. Em đi làm cũng chỉ vì đam mê thôi, chứ ngày nào ông già mà trả bơm tiền cho em. Này, cố gắng làm, dành dụm ít tiền. Bây giờ em lớn rồi, cũng phải chủ động. Chứ em cứ xin tiền bố mãi như thế, bao giờ mới trưởng thành được. Chị Hoa này, sao chị không là chị gái của em nhỉ? Ước gì em có một người chị gái vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như chị. Ui, chị già rồi. Mà thôi, em ước cũng chả được. Chị có thằng Nghĩa thôi còn gì, đúng không? Chị Hoa, hay là chị là mẹ của em nhá. Mẹ kế thôi cũng được. Ông già em kết chị nổ bát địa luôn ý, chị biết không? Thằng điên này, ăn nói linh tinh. Thôi chị đi bán hàng đây. Mẹ anh, cô vừa mới được bạn tặng hai vé đi nghe nhạc, nhưng mà lại là sinh nhật bố Việt nên cô không đi được. Mẹ anh đi không? Dạ thôi, cháu không thích nghe nhạc lắm ạ. Thế à? Tiếc nhở? Đây là hai cái vé mà chính đêm nhạc cháu đang tìm đấy. Đêm nhạc giờ biết thối ạ?
9 giờ tối nay tại Music Box ạ. Chuẩn. Đi chứ. Ố, sao vừa kêu không đi? Cháu đi chứ ạ. Cháu kiếm vé không được, đang chán. Đúng phút 8-9 thì lại thành công. Cô cho cháu vé chắc là tiếc lắm đúng không ạ? Ừ, kể cũng hơi tiếc nhở. Hay là lát nữa ăn xong cô rủ bố đi nhở? À không, cô cho cháu vé rồi mà. Cô đùa thôi. Cô thích nghe nhạc nhưng mà không thích đi phòng trà vì đông người. Cứ yên tâm mà nhận vé. Đa tạ. Hai cô cháu nấu gì mà thơm nức cả nhà thế hả? À, nước hết cả mũi này. Nhân vật nam chính của bữa tiệc đã về. Wow. Anh xem, ngày hôm nay em và Mai Anh đích thân vào bếp để nấu bữa này mừng thọ anh. Được quá, cảm ơn vợ yêu nhá. Ừ. Cảm ơn con gái. Ừ. Mà thấy hai cô cháu nói chuyện có vẻ rôm rả thế. Bí mật. Nhưng mà có một chuyện không bí mật. Đấy là cô Giang nói bố là người đàn ông số 1 trong lòng cô ấy. Điều này thì nó đương nhiên rồi. Chị nghĩ là chị có thể thay thế được mẹ tôi à? Hay là chị muốn lấy người chồng của mẹ, ngôi nhà của mẹ? Chị không muốn lấy gì cả. Dù chị có muốn, chị cũng không bao giờ lấy được gì từ nhà tôi đâu. Đừng bao giờ nghĩ mình có thể thay thế được một người phụ nữ khác. Bác đã nói với thằng Vinh nhiều rồi. Nó bảo là cứ để cho nó dạy con nó. Dạy kiểu gì mà lại đuổi con ra khỏi nhà cơ chứ. Em mang cà phê đến cho anh này. Cảm ơn em. Lâu lắm rồi mới được bà chủ quan tâm đấy. Bà dạo này ít gặp bà chủ quá. Tại vì em định mở rộng thêm quán nên cũng bận một chút. Mấy ngày vừa rồi Nhi có gọi điện cho anh không? Không. Em thấy như này không ổn anh ạ. Nhi là đứa cá tính và thông minh. Thế nhưng ở ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy. Nếu như không có gia đình ở bên cạnh, em sợ Nhi nó sẽ lạc đường. Nó lạc đường từ lâu rồi. Đuổi nó ra khỏi nhà là cơ hội cuối cùng để anh đưa nó quay trở về.